Dạ vâng, để tiếp nói chương trình, Khánh Ngọc cũng xin gửi đến quý ông bà cô bác một bài đơn cử được mang tên Màu Hoa Bí. Hay có phương vàng hơi mong mơ. Ôi cái thơ ban đầu giờ mong ngày nhớ, ôi cái thơ ban đầu bâng khuâng một mái tóc bay bay, tóc xõa dài dài, tóc dài quá bị cài vào lãng bóng chiều đang xuống giờ mà nào hay. Ôi cái thời thơ ngây, cái thời thơ gian, đâu biết một lần ra đi là có đôi khi không trở lại bao giờ.
làm tim nghẹn. Dù biết tình yêu không hề giáng sinh cũng không hề dài mường, nhưng từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người dân tặng cho mình. Tôi sẽ I'm not afraid.